Em mang đến quý anh chị ơi, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video chiều hôm nay của em Thiên An Bất Động Sản nha. Đó thì hiện tại thì em đang có mặt tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Phường Vĩnh Hải thuộc trung tâm thành phố Nha Trang. Đó thì cái đường phía trước mặt quý anh chị, đây là con đường số đường 2 tháng 4 nha quý anh chị. Con đường 2 tháng 4 là một trong những con đường huyết mạch của thành phố Nha Trang. Ngày xưa là con đường quốc lộ 1A quý anh chị. Sau thành phố Nha Trang lấy con đường này làm con đường nội đô của thành phố, cho nên là con đường quốc lộ 1A dời ra khỏi khu vực trung tâm thành phố mà chạy ngoài Lương Sơn quý anh chị. Đó thì con đường này rộng khoảng đâu tầm 32 33 mét đó quý anh chị. Đó. Đó, 4 làn xe. Đó, thì vị trí này là thuộc trung tâm phía bắc thành phố Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Hải quý anh chị. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một cái căn nhà một trệt một lầu và một sân thượng. Và căn nhà này thì chủ chào bán với giá rất là tốt chú quý anh chị, chỉ có 2,8 tỷ thôi. Đó, vị trí này thì nếu quý anh chị kết nối theo con đường Mai Xuân Thưởng là con đường phía trước mặt quý anh chị á. Đó, mình đi thẳng đi theo đường Mai Xuân Thưởng, đi đúng 1 km là mình sẽ ra tới khu vực biển Nha Trang. Đó, ngay chỗ đó là mình sẽ có cái bãi tắm Ba Làng luôn. Đó, 1 km là ra tới bãi tắm biển luôn. Và vị trí này mà nếu quý anh chị kết nối đi xuống dưới đây là khoảng 300m là mình sẽ gặp chợ Vĩnh Hải nha, là cái chợ lớn thứ hai tại thành phố Nha Trang đó quý anh chị. Đó, và cái khu vực phía bắc là gọi là khu làng đại học đó quý anh chị, bởi vì đây tọa lạc rất là nhiều các trường đại học nổi tiếng của Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa luôn. Đó, như từ đây mình kết nối đi hết cái đường này, mình sẽ đi lên cái hướng dốc đại học đó, thì vị trí này mà kết nối tới trường đại học Nha Trang là mình đi toàn 1,8 km, là quý anh chị kết nối theo cái đường này mình đi tới khu vực Hòn Trồng á. Đó là sẽ có cái đường để mình đi lên dốc đại học hướng thì trái á. Đó, và vị trí này mình sẽ gần một số trường nữa, như là đi theo cái đường Mai Xuân Thưởng này nè, thì mình đi tầm 300m là mình sẽ gặp một cái trường đại học khác, là đường trường đại học Thông tin Liên lạc. Còn cái hướng lên đây thì mình sẽ gặp một số trường như là trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, và mình sẽ gặp bến xe phía bắc luôn. Vị trí này kết nối tới bến xe phía bắc mình đi tầm 500m. Đó, và chỗ bến xe phía bắc mình sẽ có một con đường, nó cũng sẽ song song với đường Mai Xuân Thưởng và nó sẽ giao với con đường 2 tháng 4 đây, thì đó là đường Điện Biên Phủ. Thì mình kết nối theo đường Điện Biên Phủ mình đi tầm 200m mình cũng sẽ gặp một cái trường cao đẳng khác, là cao đẳng du lịch nha quý chị. Đó, và mình đi theo hết đường Điện Biên Phủ cũng ra tới biển luôn. Đó, vị trí kết nối ở đây là cực kỳ thuận tiện. Đó, và cái căn nhà muốn giới thiệu cho quý chị hôm nay sẽ nằm trong con hẻm ngay chỗ phía trước mặt quý chị đây. Thì cái nhà mình sẽ có chỉ có 2,8 tỷ thôi. Nhà này thì xây trên diện tích đất là 55,8 m², diện tích xây dựng là 45,9 m², và diện tích sàn là 101,6 m² nha quý anh chị. Đó thì cái căn nhà mình sẽ nó cách cái mặt đường 24 này là khoảng đâu tầm 10-15m thôi quý anh chị. Thì mình sẽ đi vô trong con đường này nha. Thì nếu quý anh chị có ô tô thì chịu khó mình đậu bên ngoài thôi, hoặc là mình có thể thuê chỗ khác mình đậu. Bởi vì cái nhà mình thì điểm yếu cái đường nó vô là đường xe máy thôi nha quý anh chị. Đó thì bên kia là đường Mai Xuân Thưởng đúng không? Đó, đối diện có Bánh Hóa Xanh kìa. Đó thì mình sẽ di chuyển vô trong cái khu vực này. Đó, phía trước có cái shop quần áo nè quý anh chị. Đó, thì mình sẽ đi vô trong cái đường này nha. Mình đi vô tầm 10-15m thôi. Đó, điểm yếu là cái đường này 3m nhưng mà hơi quằn co cho nên ô tô vào không được. Đó, thì mình sẽ vô trong đây. Đó thì nhà mình sẽ có hướng là hướng chính đông luôn, hướng chính đông, hướng ra biển luôn. Đó, chỉ có 2,8 tỷ thôi nha. Đó, nhà mình thì công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, dưới tầng trệt sẽ có một cái phòng, dưới tầng trệt sẽ có một phòng ngủ. Đó thì căn nhà mình đây nha. Đó, hiểm phía trước nhà rộng khoảng tầm 3m nha. Đó, từ đây tới đó tầm 10m thôi. Đó, nhà mình đây nha quý chị. Nhà này xây dựng năm 2019. Đó, một trệt một lầu và phía trên có sân thượng. Ở phía trước thì gia chủ có ốp mình một cái lớp đá hoa cương phía trên, hàng trên nhà mình cũng rất là đẹp, sạch sẽ. Ở phía trước có cái phần tiểu cảnh trồng cây nè. Đó, cái nền nè thì cũng được chủ họ xây nâng cao hơn ha, mặt đường, cho nên không có sợ nước mưa tràn. Đó thì mình sẽ có một cái sân rộng này. Cái sân này thì mình có thể đậu được khoảng đâu tầm hơn 3-4 chiếc xe máy. Đó, thì ngoài cái việc nâng cái nền lên cao hơn cái mặt đường thì
cái phần vô trong nhà mình á, thì gia chủ cũng nâng cao lên giật hai cái bậc tam cấp luôn, cho nên là vị trí này cực kỳ là cao ráo quý vị ha. Đó, thì căn này thì ngang là ngang 4m. Đó. Phía dưới tầng trệt thì sẽ có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Còn phía trên tầng 2 mình sẽ có hai phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Đó. Đây là khu vực phòng khách của mình nha. Đó thì có một thông tin là khi mà quý chị mua, mình thiện chí mình mua cái nhà này mình á, thì ngoài những cái nội thất trong nhà chủ để lại cho mình, thì gia chủ cũng sẽ mua cho mình một cái bộ sofa mới để tặng cho mình nha, thay cho cái bộ sofa cũ nha quý chị. Đó. Chỗ này có cái cửa sổ nè. Để em coi cửa này cửa gì. Đó, cửa này cửa nhôm. Cũng được là gia chủ sơn một lớp sơn đen. Đây cái bức tranh thư pháp đó nè. Đó, phòng khách có tủ, tivi. Đó, nội thất này nội thất cơ bản thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ xuống đây là khu vực phòng bếp và cái nhà phòng ngủ nha. Thì cái này có một cái cửa này, cửa nhôm kính sinh phe. Thì dưới đây thì mình sẽ có là một cái phòng ngủ. Thì nếu quý chị nhà mình mà có người lớn tuổi như bố mẹ già thì mình sẽ để cái phòng này cho bố mẹ già ở nè. Còn mình thì mình ở trên tầng 2 nha. Đó thì phòng mình thì cũng có những cái nội thất cơ bản như là tủ nè, kệ tủ, bàn làm việc. Đó, rồi có cái kệ tủ đây nữa nè. Đó, dưới cầu thang thì gia chủ cũng làm cho mình một cái tủ đó nè. Đó, còn không thì quý chị về mình có thể làm mới lại ha. Nhà mình thì hơi cũ rồi, do đợt trước chủ cho thuê cho nên nó hơi cũ quý chị. Đó. Có sẵn cái giường luôn, mua về nệm ở thôi. Đó, cửa này là cửa gỗ. Đúng không? Từ em xem lại, cửa này cửa nhôm, ai cửa đi cửa nhựa. Nhựa nhưng mà giả gỗ nha quý chị, không phải gỗ đâu. Em đây sẽ là khu vực cái bếp của mình nè. Bếp có sẵn cái tủ lạnh. À, tủ lạnh thì vẫn còn dùng được. Tủ lạnh của LG thì cũng rất là bền nha quý chị ha. À, cái bếp nhỏ nhắn xinh xắn. Đó. Có sẵn cái bếp ga cho mình luôn. Đó thì dưới đây thì có một số cái nội thất cơ bản này. Đó, nội thất cơ bản quý anh chị thích thì chủ để lại, còn quý anh chị muốn mua mới thì có thể nói chủ mang đi mấy này. Đó. Dưới đây thì mình cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh chung cho cả căn nhà mình, cả khu vực phòng phía dưới ha. Cũng được gia chủ ốp gạch cao nè quý anh chị, gạch cao lắm, rất là sạch sẽ. Đó. Cũng là đầy đủ công năng sử dụng cho một cái nhà vệ sinh. Rồi, em sẽ lướt sơ qua. Dưới đây sẽ có một cái kệ tủ nè quý anh chị. Kệ tủ nữa này. Đây khu vực cầu thang, tay nắm cầu thang cũng là bằng sắt, rất là chắc chắn ha. Gia chủ có để cái chậu cây nữa. Thì ở trên khu vực tầng 2 thì mình sẽ có hai phòng ngủ liền kề nhau và cũng sẽ có là hai cái nhà vệ sinh là riêng biệt ở trong phòng ngủ luôn. Đó thì em sẽ giới thiệu đầu tiên cái phòng này cũng như là phòng master này, bởi vì nó sẽ có cái view nhìn ra ngoài. Tuy là phía trước có nhà che mất à. Cũng có gì để nhìn. Ở phía trước có nhà cao tầng che mất à. Đó thì chỗ này gia chủ cũng làm cái cửa nhôm sinh pha mà gọi là toàn cảnh luôn nè quý anh chị, view đó. Có sẵn giường, gỗ. Rồi có cả nệm luôn. Nói chung là nội thất là này là đầy đủ tương đối, quý anh chị tận dụng mà sử dụng vẫn ok. Đây có sẵn cái tủ âm tường luôn nè. Máy lạnh. Đó. Rồi nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ rất là tiện lợi, đầy đủ công năng, lavabo rửa tay, kính. Ốp gạch cũng rất là cao quý anh chị ha. Rồi vòi sen, bồn rửa, bồn câu. Nó có cả cái kệ để mình treo khăn tắm hay là quần áo dơ. Đó. Công năng sử dụng cũng khá là đầy đủ quý anh chị ha. Đó. Cửa này là cửa giả gỗ. Nhựa giả gỗ nha quý anh chị. Đó.
Em thấy cái này chắc là nhiều người ngủ chứ không phải gỗ đâu. Đây sẽ là cái phòng ngủ thứ hai của mình, thứ ba của mình nhé, phía hai trên tầng. Thì phòng này thì chưa có giường. Coi này có đó. Phòng vệ sinh thì cũng tương đối đầy đủ, như lavabo rửa tay rồi bồn cầu, vòi sen, ốp gạch cũng cao, có sẵn máy lạnh luôn. Này, máy lạnh nè quý chị. Đó. Thì nhà mình là do là lâu rồi cho nên là chỗ này nó hơi bị thấm. Thì khi quý chị mua thì gia chủ họ sẽ làm lại cái chỗ này cho mình nha. Họ bao chống thấm cho mình luôn. Cho nên là quý chị yên tâm, mình nhận nhà là nhà sẽ đẹp hơn video quay nha. Rồi bây giờ em sẽ đi lên trên khu vực sân thượng. Thì trên khu vực sân thượng thì nó sẽ có một cái tum nhỏ, với lại có cái sân thượng trước và sau thì quý chị có thể tận dụng làm cái sân phơi. Đó. Này, cái này là chủ họ mới dọn vệ sinh lại cho gọn gàng đó quý chị. Đó thì này mình có thể tận dụng làm cái khu vực cái sân vườn nhỏ, mình có thể trồng cây, mình trồng rau sạch mình ăn, hoặc là mình trồng cây cảnh hoa lá gì đó, làm bàn cà phê ngồi đây uống ngắm cảnh ngắm cây cũng được. Nhiều anh chị chắc cũng rất thích cây cối mà ở nhà phố thì là không biết trồng ở đâu, thì mình có thể tận dụng ở trên sân thượng ha. Phía sau này nữa nè, ở đây thì mình có thể làm sân phơi, mới đây gia chủ có làm mấy cái dây này nè, sân phơi. Mấy cái khung sắt này là gia chủ là họ làm cũng rất là chắc chắn nha quý anh chị, an ninh ok. Đó, quý chị quan tâm liên hệ với em nha, căn này chỉ có 2,8 tỷ thôi. Thì bây giờ em sẽ chạy xe đi dọc khu vực này cho quý anh chị xem vị trí nha. Lưỡng này nó bị éo le rồi. Con đi trước nha. Bye. Rồi em sẽ đi xe ra khu vực này cho quý anh chị xem nha. Đường này mai xuống thử để ra biển nè. Đó, đi thẳng đường đó 1 km ra tới biển nha. Còn cái hướng này thì em sẽ quay cái chợ cho quý chị xem, cái chợ Vĩnh Hải nha. Ở đây thì nếu mà mấy cô chú mà mua để ở, để nghỉ dưỡng thì chắc là quý chị, cô chú sẽ quan trọng là cái chợ. Rồi sau đó là tới cái biển đúng không? Biển thì ra 1 km thì gần rồi. Thì dọn quay cái chợ cho quý chị xem là em vòng một cái đường khác để ra biển nha. Còn cái đường hồi nãy mà đi biển không thì mình không thấy chợ. Còn đi đường này thì em sẽ quay cho thấy cái chợ này. Chợ Vĩnh Hải nha quý chị. Lớn nhất, lớn thứ hai Nha Trang sau chợ Đầm nha. Đây nè, chợ Vĩnh Hải nè. Do em quay buổi chiều cho nên là quý chị thấy là cái chợ không được đông, chứ buổi sáng đông lắm. Đó, chợ Vĩnh Hải nè. Đó, thấy chợ Vĩnh Hải không? Đó, thì bây giờ em sẽ chạy ra bãi tắm Hòn Chồng cho quý chị xem nha. Thì mình đi theo đường này thì mình cũng đi ra bãi tắm tầm trên dưới 1,5 cây thôi. Đó, quay chi tiết cho quý anh chị cùng xem. Đó, rồi em đăng clip lên luôn. Thì trong nội hôm nay thôi em sẽ quay clip này em up lên. Thì cái lúc em quay rơi một khoảng 4 giờ hơn á, úp lên cái tầm 5:30 lên. Đó, em đi theo đường Hòn Chồng để em quay cái biển luôn cho quý anh chị xem. Chỗ này cũng có cái đường để ra biển nè, để em kết nối theo cái đường này em ra biển luôn cho quý anh chị xem. Đó, kết nối đường này luôn nha. Bên kia là đường Hòn Chồng, chỗ này là đường để em coi, đường này đường đẳng cấp cho quý anh chị. Nếu hồi nãy mà em chạy đường Mai Xuân Thưởng thì ra biển nhanh hơn. Còn đoạn này thì em quay cái tiện ích cho quý anh chị xem. Ngoài biển thì chắc chắn là quý anh chị phải quan tâm tiện ích xung quanh nữa, đặc biệt là cái chợ. Nếu cô chú lớn tuổi mà ở đây thì cực kỳ là yên tâm, bởi vì vừa gần chợ vừa gần biển. Đó, mà tài chính thì chưa tới 3 tỷ quý chị, chỉ có 2,8 tỷ thôi. 2,8 tỷ. mà mua nhà gần biển.
Đó, thì quý anh chị đừng bỏ qua căn nhà này nha. Ra bãi tắm này quý anh chị. Đó, bãi tắm này. Đây là khu vực bãi tắm Nha Trang. Đó, phía trước mình là một cái bãi đậu xe rất là lớn luôn. Đó, bãi đậu xe nè. Để mà chạy xe em tấp lên đây. Đó. Thì phía trước bãi tắm là sẽ có cái công viên nè. Công viên này thì buổi chiều quý cô chú có thể ra đây mình tập thể dục đó, hoặc là mình đi bộ. Mình đi bộ ở đây đó, xuống này hoặc là xuống tắm luôn. Chỗ này là chỗ bãi đậu xe nè, quý anh chị có thể đậu xe ở chỗ này. Chỗ này thì mình đậu xe chắc tầm 5.000 chiếc đó quý anh chị. Đó, bãi đậu xe ở đây. Còn không, ở trên kia cũng có mấy bãi đậu xe lận. Đó, thì rất rộng luôn. Đó, chỗ kia có cái trường của quý anh chị, trường Đại học Khánh Hòa nha. Đó. Đó. Em đang đứng trên lề đường. Đó. Quý anh chị thích căn nhà này không ạ? Nếu thích thì nhớ, hoặc là quý anh chị có đánh giá gì thì có thể bình luận phía dưới phần mô tả của video này nha. Đó, và quý anh chị muốn đi xem thực tế căn nhà này để mình có thể là mình thích, mình thương lượng trực tiếp với chủ giá tốt nhất thì gọi cho em nha. Số điện thoại của em ăn để góc màn hình nè, 0353 687 732. 0353 687 732. Thì em sẽ gửi cho quý chị thông tin sổ sách của cái căn nhà này cho quý chị tham khảo nha. Đó, chỉ có một căn này thôi, chủ đang cần tiền cho nên bây giờ bán lại quý chị. Đó, quý chị quan tâm liên hệ với em. Em cảm ơn quý chị đã xem video này của em nha. Quý chị thấy hay thì nhớ like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha quý chị. Em cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ.